10 nhá. Thì bên mình bên trai đấy là một bộ cảm là MV quay mình có thể cho quay pha luôn đấy. Và một bộ thùng E43 RTN đấy, dung tích 43 lít đấy, rất là rộng rãi luôn, thoải mái luôn đấy. Cho vợ anh ấy để đồ đưa con đi học này, đi chợ này, rất là thoải mái. Wayne Fire nha các bạn nhé, các bạn có thể tham khảo mẫu thùng này cho xe Honda Wayne Fire 110.